Barcelona, Cardiff không đều, khủng hoảng leo thang. San Nuevo Marinina được coi là nơi đi dễ khó về với Barcelona trong năm gần đây. Trước chuyến làm khách Cardiff thuộc trận đá muộn nhất vòng 6 La Liga 2021-2022, Barca đã không thắng ở hai lần gần nhất đối đầu với đối thủ khó chịu này tại đây. Mới nhất là thất bại 1-2 mùa trước. Một lần nữa, Nuevo Marinina trở thành nỗi ám ảnh của Barca khi họ bị cầm chân ở trận đấu rạng sáng nay. Đây là trận không thắng thứ 3 liên tiếp trên mọi mặt trận của Barcelona khi thua 1 và hòa 2, trong đó có 2 trận hòa ở La Liga. Những kết quả rất thất vọng này khiến họ bị đội đầu bảng Real Madrid bỏ xa với khoảng cách 7 điểm trên bảng xếp hạng. Barca muốn kéo Pep Guardiola về bằng mọi giá. Theo El Nacional, chủ tịch Joan Laporta sẽ làm tất cả để đưa Pep Guardiola trở lại Barcelona. Khởi đầu không tốt ở mùa giải mới khiến tương lai của Ronald Koeman đang bị đặt trong gió hở lớn. Nhiều nguồn tin ở Tây Ban Nha cho rằng chủ tịch Joan Laporta đang tìm kiếm những ứng cử viên có thể thay thế huấn luyện viên người Hà Lan sau khi Barca thua thảm Bayern Munich và bị tí hon Granada cầm hòa trên sân nhà. Có khá nhiều ứng viên tiềm năng thay thế Koeman như Xavi, Roberto Martinez, Antonio Conte, nhưng theo El Nacional, Joan Laporta coi Pep Guardiola là sự lựa chọn lý tưởng nhất vì chủ tịch của Barca cho rằng chỉ Pep Guardiola mới đủ khả năng giúp gã khổng lồ Catalan thức giấc và trở lại đỉnh cao. Cũng theo El Nacional, Barcelona sẽ gửi lời đề nghị vô cùng hấp dẫn đến Pep Guardiola, khiến nhà cầm quân người Tây Ban Nha không thể từ chối. Hợp đồng hiện tại của Pep Guardiola với Man City cũng chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2023. Laporta tự tin có thể thuyết phục Pep Guardiola trở lại Camp Nou vì hai người từng có một quan hệ rất tốt đẹp. Pep Guardiola đã làm việc với Laporte khi ông dẫn dắt Barcelona trong giai đoạn 2008-2012. Trong khoảng thời gian này, Pep Guardiola đã biến Blaugrana trở thành đội bóng mạnh nhất thế giới nhờ lối chơi tiki-taka. Ông đã mang về cho đội bóng xứ Catalan 3 chức vô địch La Liga và 2 Champions League. Ở kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, khi nghe tin Koeman tiếp tục dẫn dắt Barcelona, Pep Guardiola bình luận: "Đó là một điều tốt cho Barcelona. Koeman là huấn luyện viên lý tưởng cho họ ở mùa giải tới. Tôi rất vui và tin rằng Laporte cũng nghĩ vậy. Tôi đã nói chuyện với Laporte và ông ấy tin tưởng vào Koeman." Solskjaer bị yêu cầu rời ghế huấn luyện viên của MU ngay lập tức. Ngay sau thất bại của MU tại Cúp Liên đoàn Anh, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã bị yêu cầu ngay lập tức rời khỏi băng ghế huấn luyện của đội bóng. Vào rạng sáng ngày hôm qua ngày 23 tháng 9 giờ Việt Nam, Manchester đã có cuộc chạm trán West Ham trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh. Trong ngày Cristiano Ronaldo không được đăng ký thi đấu và các chân sút của Quỷ Đỏ tỏ ra phung phí cơ hội, đội chủ sở Old Trafford đã phải nhận một thất bại với tỷ số 0-1. Với kết quả này, thầy trò Ole Gunnar Solskjaer đã chính thức dừng bước tại giải đấu năm nay. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã nhận về không ít chỉ trích sau màn trình diễn thế thuyết phục. Nguồn tin từ MEN cho hay, nhà cầm quân người Na Uy đã bị các cổ động viên của Quỷ Đỏ công kích trên trang Twitter của đội bóng và thậm chí một nhóm cổ động viên đã yêu cầu sa thải chiến lược gia 48 tuổi ngay lập tức. Điều biết sở dĩ các cổ động viên Manchester tỏ ra tức giận như vậy là bởi huấn luyện viên Solskjaer vẫn chưa thể giúp Quỷ Đỏ khẳng định được bản lĩnh của một ông lớn. Bên cạnh đó, đội bóng cũng không chứng minh được tham vọng cạnh tranh danh hiệu dù đã chi tiền tấn để mang về những siêu sao. Thất bại trước West Ham tại Cúp Liên đoàn Anh đã là trận thua thứ 2 của Quỷ Đỏ trong 3 trận đấu gần nhất. Cũng vào giữa tuần trước, đoàn quân của về Ole Gunnar Solskjaer đã phải nhận một thất bại cay đắng trước chuyến làm khách đến sân của Young Boys tại đấu trường Champions League. Vào cuối tuần này, MU sẽ có cuộc chạm trán Aston Villa trên sân nhà trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 6 ngoại hạng Anh. Đây sẽ là cơ hội để HLV Solskjaer vừa sửa sai và vực dậy tinh thần của các cầu thủ. Tại ngoại hạng Anh mùa giải năm nay, Quỷ Đỏ vẫn đang duy trì thành tích bất bại sau 5 vòng đấu với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Ronaldo sẽ thay thế Solskjaer dẫn dắt Manchester ở mùa giải mới. Không lâu sau khi trở lại Manchester, Cristiano Ronaldo đã được tín cử để ngồi vào chiếc ghế nóng của Quỷ Đỏ thay thế cho HLV Solskjaer. Phát biểu trước truyền thông mới đây, huấn luyện viên Tim Sherwood đã đưa ra những nhận định táo bạo khi cho rằng Cristiano Ronaldo có thể được chọn để thay thế Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt mùa giải mới sau 18 tháng nữa. Cụ thể, nhà cầm quân người Anh cho hay, chúng ta đã thấy Cristiano Ronaldo làm điều đó thường xuyên ở đấu trường quốc tế hay gần đây nhất là tại Euro. Tôi cá rằng cậu ta 100% sẽ trở thành một huấn luyện viên trong tương lai. Tôi sẽ đặt cược vào việc cậu ta sẽ trở thành huấn luyện viên của Manchester sau 18 tháng nữa. Bất cứ khi nào sau khi Ronaldo giải nghệ, tôi nghĩ cậu ta sẽ trở thành một huấn luyện viên. Nếu Manchester có thể vô địch ngoại hạng Anh, Champions League, FA Cup hay bất cứ danh hiệu nào thì Solskjaer sẽ được tiếp tục tại vị. Nhưng nếu họ không giành được danh hiệu nào thì tôi nghĩ rằng một người khác lên ngồi vào băng ghế chỉ đạo. Ronaldo có thể sẽ trở thành một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm. Tôi nhìn thấy khả năng Ronaldo sẽ dẫn dắt MU trong tương lai.
Cậu ta đóng vai trò chẳng khác gì một huấn luyện viên ở thời điểm hiện tại. Chúng ta có thể quan sát, cậu ấy đã giúp Varane và Maguire rất nhiều trong những buổi tập của United. Ronaldo thậm chí còn chẳng cần tấm băng đội trưởng để trở thành một thủ lĩnh của đội bóng. Kể từ khi trở lại Old Trafford ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, Ronaldo đang cho thấy tầm ảnh hưởng lớn lao của mình cho máu quỷ đỏ. Ở trận đấu với Young Boys tại Champions League mới đây, mặc dù bị thay ra trong hiệp 2, tuy nhiên siêu sao người Borussia đã liên tục ra sát đường biên để cùng huấn luyện viên Solskjaer chỉ đạo các cầu thủ trên sân. Man City mất cặp trung vệ khủng ở đại chiến Chelsea. Theo tờ Daily Mail, huấn luyện viên Pep Guardiola đang đau đầu vì hàng phòng thủ của Man City. Cả hai trung vệ John Stones và Emerick Laporte đều đang gặp chấn thương. Man City vừa có chiến thắng 6-1 trước Wycombe Wanderers ở vòng 3 của Liên đoàn Anh. Man xanh hiện đang là đương kim vô địch của giải đấu này. Ở vòng 4, họ sẽ đụng độ West Ham, đội bóng vừa đánh bại MU ngay tại Old Trafford với tỷ số 1-0. Sau chiến thắng ở của Liên đoàn Anh, Man City sẽ có chuyến lòng khách đến sân của Chelsea trong trận cầu tâm điểm vòng 6 ngoại Anh. Đội chủ sẽ Etihad đang kèm đối thủ 3 điểm trên bảng xếp hạng. Họ cần một chiến thắng để trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua vô địch. Theo tin từ Daily Mail, huấn luyện viên Pep Guardiola đang đau đầu về hàng phòng thủ của Man City. Cả hai trung vệ John Stones và Emerick Laporte đều đang gặp chấn thương và không thể thi đấu 1 đến 2 tuần. Trong khi đó, Man City chuẩn bị có 3 trận đấu quan trọng liên tiếp với Chelsea, PSG và Liverpool. Hiện tại, Pep chỉ còn Ruben Dias và Nathan Ake là trung vệ đúng nghĩa. Nếu như cầu thủ người Bồ có thể tin tưởng, thì ngôi sao người Hà Lan đem đến sự lo lắng rất lớn. Ake thường xuyên mắc sai lầm khi được sử dụng trong trận đấu của Man City. Pep cũng có thể sử dụng Fernandinho ở vị trí trung vệ. Bên cạnh Ruben Dias, cầu thủ người Brazil có kinh nghiệm nhưng đã 36 tuổi, thật khó để tranh chấp với tiền đạo cao to bên phía Chelsea là Lukaku. Chelsea hiện đang đạt phong độ cực cao, điều đó càng khiến Man City gặp nhiều khó khăn hơn. Tuy nhiên, Pep Guardiola vẫn tin vào một kết quả khả quan. Van der Beek sắp được giải cứu bởi đội bóng Premier League. Tiền vệ người Hà Lan đã không thể tìm thấy chỗ đứng cho đội hình của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, các cổ động viên Manchester United vô cùng phấn khích trước thông tin đội nhà vượt mặt Real Madrid để giành lấy chữ ký của tiền vệ người tài năng Donny van der Beek. Tuy nhiên, kể từ sau khi đặt chân đến Old Trafford, chân truyền người Hà Lan đã gặp vô vàn khó khăn cho việc tìm kiếm suất đá chính. Thậm chí cho đến tận thời điểm hiện tại, van der Beek cũng chỉ được xem là như phương án dự phòng nơi hàng tiền vệ. Dù Premier League sắp bước vào vòng đấu thứ 6, nhưng anh vẫn chưa có lấy một lần góp mặt vào đội hình chính thức. Trước tình hình này, theo nguồn tin từ Liverpool Echo, phía Everton sẵn sàng tái khởi động kế hoạch giải cứu cựu sao Ajax vào tháng giêng. Được biết vào kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Joe Toffee từng tiếp cận Van der Beek và đưa ra lời đề nghị. Tuy nhiên, trước sự thuyết phục của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer, ngôi sao 24 tuổi quyết định ở lại để tiếp tục cạnh tranh một suất đá chính. Everton về chia tay một ngôi sao đóng vai trò số 10, James Rodriguez. Vì vậy, nếu đồng ý chuyển đến Goodison Park thi đấu, gần như chắc chắn ngôi sao được định giá 30 triệu euro sẽ thường xuyên có mặt trong đội hình của Rafael Benitez. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.